Với sự quan tâm của các cấp các ngành, sự nỗ lực của địa phương, chất lượng giáo dục trên địa bàn huyện miền núi Nho Quan, tỉnh Ninh Bình thời gian qua đã có nhiều khởi sắc. Từ vị trí xếp hạng trong top cuối về thi đua ở các phòng giáo dục và đào tạo các huyện, thành phố trong tỉnh, năm học vừa qua thì ngành giáo dục huyện Nho Quan đã vươn lên đứng thứ hai về chất lượng toàn diện và đặc biệt là trong phát triển mạng lưới trường lớp, nâng cao chất lượng dạy và học. Để đi đến điểm trường lẻ của trường tiểu học Thạch Bình, huyện Nho Quan, cô giáo Phạm Thị Hà phải rất vất vả để đi qua những đoạn đường đồi núi hiểm trở. Cơ sở trường lớp thiếu thốn, nhiều học sinh không có điều kiện đến trường, các thầy cô còn phải đi đến từng nhà vận động kèm cặp từng em học sinh. Chúng tôi đã vì lòng yêu nghề, cho nên là thấy các em khó khăn như vậy thì chúng tôi càng thấy là càng yêu quý trường và lớp. Và càng yêu quý các em học sinh hơn nên là chúng tôi đã vượt qua tất cả các khó khăn để chúng tôi bám trường, bám lớp, đem con chữ tới cho các em. Bằng quyết tâm của nhà trường, hiện nay trường tiểu học Thạch Bình đã được đầu tư xây dựng khang trang đáp ứng nhu cầu học tập, sinh hoạt cho 963 học sinh. Tỷ lệ học sinh đi học đều đặn, đúng độ tuổi tại trường và điểm trường lẻ luôn đạt mức cao. Nhìn chung thì đội ngũ giáo viên của nhà trường trong những năm qua thì cũng đã có rất nhiều những cố gắng và tích cực trong cái hoạt động giảng dạy cũng như là cái học tập của học sinh để có được cái kết quả trong một số những năm vừa qua. Huyện miền núi Nho Quan của tỉnh Ninh Bình có 27 xã thị trấn, trong đó có 5 xã thuộc vùng đặc biệt khó khăn. Toàn huyện có 1.049 lớp học với 33.679 học sinh. Hiện nay toàn huyện có 100% các trường mầm non tiểu học, trung học cơ sở đạt chuẩn quốc gia, trong đó có 1 trường mầm non và 18 trường tiểu học đạt chuẩn mức độ 2. Cái thời gian tới này, đối với lại giáo dục huyện Nho Quan cũng sẽ chỉ đạo đến chi tiết đến các nhà trường thực hiện các cái nhiệm vụ chính trị của mình, nâng cao cái ý thức trách nhiệm của cán bộ giáo viên trong ngành. Và đối với học sinh thì chúng tôi sẽ cùng với Đảng ủy ban nhân dân các xã thuyết phục động viên cha mẹ học sinh quan tâm đến cái việc học của các em ở nhà để nâng cao vững chắc cái chất lượng giáo dục mà chúng tôi đã đạt được. Dù còn gặp rất nhiều khó khăn, nhưng với sự quan tâm của cấp trên cùng với sự nỗ lực của các địa phương và đội ngũ cán bộ giáo viên, nhân viên các trường, công tác giáo dục ở huyện miền núi Nho Quan, tỉnh Ninh Bình đã có bước tiến nhanh về mọi mặt. Đây là yếu tố quan trọng góp phần thúc đẩy kinh tế xã hội vùng cao phát triển nhanh mạnh.